Hola mọi người, chào mừng mọi người đến kênh Familia Khotaka, lại là Khanh đây. Thì hồi tuần trước á mọi người là chị Phượng á đã quay lại Madrid rồi. Thì tuần này á là vợ chồng Khanh á có hẹn với lại gia đình của chị á để mà đi tới cái trung tâm thương mại lớn nhất ở Tây Ban Nha. Thì hồi đợt trước á là chị Phượng có đi rồi. Thì chị Phượng có nói với Khanh á là ở đó nó không có gì hết trơn á. Thì tại vì á lúc đó là nó chưa có xây xong. Thì bây giờ nó đã xây xong rồi á thì tụi Khanh á muốn đi thử ở đó coi thử là như thế nào. Nó lớn như thế nào, tại vì rất là nhiều người nói là nó lớn ơi là lớn luôn và có cái bãi biển nhân tạo lớn nhất châu Âu. Thì bây giờ thì Khanh chỉ nghe đồn thôi mọi người, bây giờ là tụi Khanh đi thì tụi Khanh mới biết được ở đó nó có gì. Tụi Khanh tới rồi mọi người ơi, trời cái này nó to lắm luôn á. Bây giờ tụi Khanh phải đi kiếm chị Phượng á, tại vì chị Phượng á đậu xe chỗ khác mà tụi Khanh đậu xe chỗ khác nên cũng không biết là kiếm ở chỗ nào nữa. Đây là cái bãi đậu xe của shopping mall mọi người. Mà nó không có chỉ đậu đó đâu, nó còn vòng qua bên cái đường bên kia nữa mọi người. Với lại có cái nhiều shop á, người ta chưa có mở cửa nữa. Khanh đã thấy chị Phượng ở bên kia dòng sông. Còn đây á, là khu vực để mà trình diễn nhạc nước vào buổi tối. Ui, chỗ này người ta đang sửa chữa rồi. Thì cái shopping mall này mọi người là cửa hàng của nó nằm ngoài trời luôn. Chứ nó không có phải là vào một cái khu vực rồi xong có mái che rồi có máy sửa gì hết trơn mọi người. Mùa đông đi là lạnh teo luôn á. Thì hiện tại ở đây rất là thưa khách luôn. Có nhiều cửa hàng còn chưa vào hoạt động nữa và ở đây thì khá là lạnh. Khanh nghĩ là mùa hè thì sẽ đông khách hơn do là nằm ngoài trời. Tụi Khanh sẽ vào cái outlet Adidas này. Ở Tây Ban Nha đó thì cây ô liu là quá đỉnh luôn, hầu như là chỗ nào cũng có cây ô liu thiệt hết trơn á. Và đây là cái shop mà chị Phượng với Khanh rất là thích luôn á mọi người. Ở trong đây bán những cái đồ trang trí nhà nè và những cái đồ linh tinh, những cái đồ vật dụng ở trong gia đình nè rất là dễ thương luôn. Cái cửa hàng này mọi người có rất là nhiều đồ khá là dễ thương luôn, Khanh rất là thích luôn á. Đây cái tên gọi là Nguyên Mua Trường, Khanh sẽ mua cái này. 6 cái muỗng gỗ chỉ với giá 3.99 đồng thôi, 4 đồng. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself tonight. Đây là cái ghế đá của khu vực này. Ngồi đau đít luôn á. Đuôi lè culo. Mọi người nhìn cái shop này mọi người. Mà cái shop này Khanh không biết luôn á. Nó tên là 4LK. Mà ở bên trong của nó kìa. To ơi là to luôn á. Giống như là một cái shopping mall khác ở nào bên trong vậy đó. Trời đất ơi. Ai mà muốn mua sách á thì sẽ vào cái khu vực này. Bán rất là nhiều sách luôn. Và rất là nhiều đồ điện tử luôn mọi người. Khá là bự. Tụi Khanh tới một cái khu vực á thì họ trang trí rất là nhiều cái làng luôn. Nhưng mà cái làng động vật á thì ở trong có rất là nhiều con thú luôn. Nhìn rất là dễ thương luôn mọi người. Và những cái con thú này á đều nhúc nhích và đều có đèn luôn. Và ở trong cái khuôn viên á thì họ có trang trí thêm nhiều cái khác nữa. Nhưng mà Khanh thấy cái con vật này dễ thương quá cho nên Khanh muốn quay cái con vật này lại thôi. Thì họ trang trí như vậy á để cho mấy đứa trẻ đó mọi người. Để mà có cái để mà coi, có cái để mà học hỏi. Những cái con này thì nó dễ thương nhưng mà cái kính thì hơi dơ chút xíu nha mọi người. Ở đây cái kính người ta không có lau hay sao mọi người ơi, nhìn nó dơ quá, rất là nhiều dấu vân tay luôn, với lại nước nó vãi lên quá trời luôn á. Tụi Khanh đi vào buổi chiều mọi người cho nên được ngắm hoàng hôn luôn, trời bầu trời phải nói là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Và ở đây mọi người có thể chơi zip line nữa nhưng mà tụi Khanh không có chơi. Và tới giờ họ bắt đầu biểu diễn nhạc nước á mọi người. Trời vừa xem nhạc nước nè, vừa ngắm hoàng hôn nè, trời thì lại se se lạnh. Nói chung là nhìn cái phong cảnh này phải nói là rất là chiêu chiêu luôn mọi người, rất là dễ thương luôn á. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Thì nhạc nước ở đây á tầm khoảng 1 tiếng là họ sẽ mở lên một lần. Thì mỗi lần á nước nó sẽ bay khác nhau theo cái nhạc. Và đặc biệt là có thể ngắm được máy bay cất cánh và hạ cánh nữa vì gần sân bay. Buổi tối ở đây á thì rất là dễ thương luôn mọi người. Có hoàng hôn nó là nhìn khá là dễ thương cái khu vực này. Đi một vòng á mệt ơi là mệt luôn rồi á thì tụi Khanh quyết định ghé vào một cái nhà hàng để mà ăn tối. Hôm nay thì tụi Khanh sẽ ăn món Mỹ.
Món đầu tiên thì là nachos và khoai tây chiên mọi người chấm với lại sốt BBQ. Nachos thì Khanh chấm chung với lại bơ nè, sốt đậu và kem chua, trời rất là ngon luôn. Đã tiếp tục có thêm nhạc nước nữa, tụi Khanh vừa ăn và vừa ngồi coi nhạc nước luôn mọi người, một công hai việc. Và đây là món chính của tụi Khanh, đó là sườn nướng mọi người. Sườn nướng thì tụi Khanh chọn hai vị, thì vị nào ăn cũng rất là ngon. Đi ăn đồ Mỹ mọi người thì không thể nào bỏ qua tráng miệng hết trơn á. Thì tụi Khanh kêu hai cái chảo tráng miệng. Hai cái chảo này á là có bánh cookie nè, có kem và có sô-cô-la nóng. Chồng Khanh á thì có một cái ly kem bự ơi là bự luôn, ở trong á thì có cream nữa. Còn chị Phượng á thì kêu một cái chén kem classic thôi. Ăn uống no nê xong xuôi rồi á thì tụi Khanh về nhà. Hôm nay á tụi Khanh nói quá trời nói luôn cho nên nó trễ hơi là trễ luôn mọi người. Thì chị Phượng á chở tụi Khanh ra cái chỗ đậu xe của tụi Khanh, tại vì Khanh đậu xe khá là xa luôn. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known.